không gian triển lãm ngập tràn các sắc độ của hoa sen. Các tác phẩm được đặt sát vào nhau tạo nên một thế giới hoa sen, từ khi còn là nụ chúm chím, đến lúc những cánh hoa đã bay cùng với gió và cả khi đã úa tàn. Triển lãm buông là thông điệp của người họa sĩ trẻ về cuộc sống, đôi khi phải biết buông, đôi khi phải biết từ bỏ để tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái hơn. Mình rất là thích tranh của họa sĩ Vũ Tuyên vì là nó xen lẫn đời thường và xen lẫn cả tâm linh. Phải nhìn kỹ, phải xem kỹ và phải thật lâu, bấy giờ ta mới thấy hết được. Với khoảng 50 tác phẩm trưng bày, Vũ Tuyên đã thể hiện sức sáng tác bền bỉ với đề tài hoa sen. Cũng giống như cảm nhận của nhiều người, buông là bữa tiệc của màu sắc, là một thế giới sen chứa đầy tâm sự, chiêm nghiệm về cuộc đời. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 9 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.